Cuộc truy đuổi đầu mối tình báo số 1 của Việt Nam Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, lật mặt bí số X92. Trong 10 năm hoạt động của tên nội gián Võ Văn Ba, bí số X92 đã gây cho cách mạng những tổn thất đáng kể. Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA đánh giá X92 là một đầu mối tình báo số 1 ở miền Nam Việt Nam, là nguồn nước không bao giờ cạn. Là một điển hình trong hàng trăm đầu mối nằm dưới sự chỉ đạo của địch ở khu vực núi Bà Đen, địa bàn chiến lược về quân sự và hoạt động tình báo của ta và cả địch trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Hoạt động trong 10 năm của tên nội gián Võ Văn Ba, bí số X92 đã gây cho cách mạng những tổn thất đáng kể. Sinh năm 1923 tại Kiến Tường, Long An, X92 từng là du kích xã, nhưng y đã bỏ hoạt động, chạy dài từ Mộc Hóa, Kiến Tường lên chợ Long Hoa, Tây Ninh làm ăn. Tháng 2 năm 1960, X92 cộng tác với Nguyễn Văn Yên, trưởng chi cảnh sát quốc gia, quận Phú Khương. Tới tháng 12 năm 1962, X92 chuyển sang cộng tác với Nguyễn Văn Phước, tức Nam Giáng, cảnh sát Tây Ninh. Thấy X92 hoạt động tích cực và cung cấp nhiều thông tin có giá trị, cơ quan tình báo Mỹ, Ngụy đã nghiên cứu về X92 và từng bước sử dụng vào hoạt động chống phá cách mạng. Tháng 4 năm 1963, Ty Cảnh sát Tây Ninh đã chính thức làm thủ tục tuyển mộ X92 vào ngành cảnh sát, hoạt động dưới hình thức nhân viên ngoại vi do Nguyễn Tấn Danh, trưởng G công tác F đặc biệt của Cảnh sát đặc biệt Tây Ninh điều khiển. Để tạo điều kiện cho X92 chui sâu vào hàng ngũ cách mạng, chúng điều X92 đến cư trú tại chân núi Bà Đen, là địa bàn mà cán bộ cách mạng thường về móc giáp cơ sở. X92 được chỉ thị của địch là phát nương, làm dẫy, chờ cơ hội móc nối với cách mạng. Giữa năm 1963, X92 báo cáo đã móc nối được với cán bộ cách mạng và được trở lại sinh hoạt đảng. Cảnh sát đặc biệt Tây Ninh quyết định vạch kế hoạch để X92 chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng. Thực hiện kế hoạch, X92 hoạt động tích cực và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ cách mạng giao phó. Trong khi đó, địch tăng cường đánh phá một số đường dây, cơ sở, vùng phụ cận, làm cho X92 càng có uy tín với tổ chức. Do đơn vị cơ sở mất cảnh giác, không phát hiện được hành vi chống phá cách mạng của X92 mà còn tín nhiệm cử y làm bí thư chi bộ vào cuối năm 1965. Kể từ đó, cảnh sát đặc biệt và CIA cùng phối hợp chỉ đạo mọi hoạt động của X92. Chúng lần lượt lập các kế hoạch thu đông, bảo quốc, sao mai nhằm đánh giá nội gián X92 chui sâu leo cao vào cơ quan lãnh đạo của cách mạng ở một huyện điểm của tỉnh Tây Ninh. X92 còn được đặt những bí danh khác như Nguyễn Thị Mười, Lê Văn Mười, Chí Hùng, Nam Huỳnh với các bí số A1, X1, X33, X69, X92 để tuyệt đối giữ bí mật đầu mối nội gián có tầm chiến lược này. Ngày Nguyễn Tấn Danh, sĩ quan điều khiển X92 cũng được chúng đặt cho các bí danh như Dũ, Chí Công với các bí số F45, F72 để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động. Toàn bộ giấy tờ điều hành các kế hoạch với đầu mối X92 cũng được chúng bảo quản nghiêm ngặt. Bởi những hoạt động như vậy nên đầu mối nội gián X92 có vỏ bọc rất an toàn và ngày càng gây tín nhiệm với cách mạng. Cuối năm 1968, X92 được cử làm huyện ủy viên dự quyết và 2 năm đó đã trở thành huyện ủy viên chính thức huyện ủy Hòa Thành. Cương vị công tác mới này giúp X92 càng được CIA và cảnh sát đặc biệt coi trọng. Chúng đã thiết lập một hệ thống giao liên hết sức chặt chẽ để liên lạc từ X92 đến Nguyễn Tấn Danh và trực tiếp tới CIA, cảnh sát đặc biệt. Ban đầu, các cuộc chuyển giao tài liệu, tin tức được thực hiện tại nhà riêng. Sau đó, chúng thay đổi phương thức, bố trí cho 2 liên lạc viên thực hiện trao chuyển đổi cặp cho nhau trên một chiếc xe lôi Honda do CIA và cảnh sát đặc biệt trang bị, hoạt động dưới hình thức chở đi chợ, đi học và chạy theo một lộ trình được quy định sẵn, do người của chúng trực tiếp điều khiển. Với quy ước lên, xuống xe, trao chuyển theo đúng mật hiệu và thời gian quy định. Từ năm 1972, chúng tiếp tục xây dựng kế hoạch liên lạc đặc biệt giữa X92 và Danh. Thông qua 2 địa điểm là tại cây xăng Bà Tư Thanh và tại ngã tư Phú Nhuận, chúng trang bị cho mỗi tên một máy bộ đàm có khả năng mã hóa tự động từ lời nói ra tín hiệu và ngược lại. Việc đi lại tiếp xúc tại một trong 2 địa điểm trên đều bằng xe lôi và có quy định ngày giờ cụ thể. Ngoài ra, CIA và cảnh sát đặc biệt còn xây dựng nhiều hộp thư bí mật dưới các hình thức ngụy trang khác nhau để sinh hoạt giữa sĩ quan điều khiển với tình báo viên ở Tây Ninh, Sài Gòn và Biên Hòa. Tại những hộp thư này, CIA và cảnh sát đặc biệt thường xuyên gặp gỡ X92, khai thác và chỉ đạo hoạt động. X92 đã cung cấp nhiều tài liệu về đường lối, chủ trương của ta. Đặc biệt, X92 được cung cấp những đầu mối cơ sở, danh sách đảng viên mà y trực tiếp phụ trách trong nội ô tòa thánh, những cán bộ tỉnh ủy, huyện ủy, vai trò và địa bàn hoạt động của từng người.
Cuối năm 1972, Trung ương Đảng chuyển dự thảo các điều kiện ký Hiệp định Paris để tham khảo ý kiến các đồng chí từ tỉnh ủy trở lên và bí thư huyện ủy trọng điểm. Khi nhận được tài liệu, X92 đã báo cáo ngay cho địch, giúp chúng có chủ trương đối phó, gây khó khăn cho ta trong đàm phán và bố trí lực lượng. Do những tin tức mà X92 cung cấp, nên CIA đánh giá đầu mối nội gián này là một đầu mối tình báo số 1 ở miền Nam Việt Nam, một nguồn nước không bao giờ cạn. Cũng vì vậy mà X92 được nhiều cơ quan tình báo địch ở miền Nam Việt Nam giành giật để sử dụng. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, âm mưu sử dụng X92 hoạt động nội gián trong kế hoạch hậu chiến của địch được quan tâm và tập trung một cách khẩn trương hơn. Cùng với việc CIA bỏ ra một khoản tiền lớn xây cất văn phòng riêng để bảo mật tài liệu của X92, chúng còn xây dựng các kế hoạch để đảm bảo bí mật cho X92 tiếp tục hoạt động nội gián khi Mỹ ngụy thất bại ở Tây Ninh cũng như toàn miền Nam. Trong thời gian cuối của cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, trước khi thế tấn công của quân và dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam, X92 tiếp tục thu thập tin tức và đã cung cấp cho địch nhiều tài liệu, báo cáo mà y biết về các chủ trương đấu tranh của ta. Trước khi thế tấn công mãnh liệt của quân và dân ta, mặc dù nắm được những tài liệu rất quan trọng, nhưng Mỹ ngụy cũng không cứu vãn được tình thế. Ngày 12 tháng 3 năm 1975, ta giải phóng Buôn Ma Thuột, bắt giữ được James Lewis, chỉ huy CIA ở Tây Nguyên, và Nguyễn Sĩ Phong hay Nguyễn Văn Phong, CIA đội lốt thông dịch viên Mỹ. Chúng khai báo cho cơ quan an ninh về CIA và cảnh sát đặc biệt Tây Ninh có đánh một tình báo viên tên là Võ Văn Ba, tức X92 vào nội bộ ta. Mặc dù tình hình chiến sự đang rất khẩn trương, lực lượng an ninh vẫn triển khai kế hoạch ra soát trong nội bộ ta, tập trung vào khu vực mà Phong đã khai báo, đặc biệt là địa bàn huyện Hòa Thành. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, chế độ Sài Gòn sụp đổ, ta bắt được Phan Tấn Ngưu, thiếu tá trưởng F đặc biệt Tây Nguyên. Mặc dù có nhiều thủ đoạn hoạt động và đã được tạo vỏ bọc chắc chắn, nhưng qua lời khai của Ngưu và đồng bọn, kết hợp với khai thác tài liệu thu được, lực lượng an ninh miền Nam đã làm rõ toàn bộ quá trình hoạt động nội gián của X92 và bắt giữ tên này. Sau những tổn thất nặng nề trong tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968, CIA và Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy phối hợp vạch ra và thực hiện kế hoạch hậu chiến về hoạt động tình báo ở Việt Nam. Theo kế hoạch này, chúng sử dụng những cán bộ, bộ đội ta bị bắt hoặc những phần tử đầu hàng, phản bội, dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, khống chế đưa trở lại hàng ngũ cách mạng để hoạt động nội gián. Ngay sau ngày giải phóng miền Nam, ngành công an đã có kế hoạch bóc gỡ mạng lưới nội gián của địch cài vào nội bộ ta hoạt động nhằm bảo vệ trong sạch nội bộ đảng, cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang. Ngày 12 tháng 7 năm 1975, qua đơn tố giác của người dân kết hợp với việc khai thác tài liệu do chế độ cũ để lại, công an Bình Định phát hiện vụ nội gián trong kế hoạch hải triều của cảnh sát đặc biệt Ngụy đánh vào thị ủy Quy Nhơn do tên Võ Tám cầm đầu. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Võ Tám sinh năm 1921 tại Hoài Nhơn, Bình Định, từng tham gia du kích thôn và bị địch bắt. Sau khi ra tù, qua giới thiệu của người cháu gọi Võ Tám bằng cậu ruột là du kích thoát ly, Võ Tám được cán bộ công đoàn giải phóng móc nối, tuyển chọn làm cơ sở nội tuyến hoạt động tại xã Quy Nhơn. Võ Tám bị địch phát hiện và bí mật giám sát, theo dõi tính toán sử dụng vào kế hoạch tình báo của chúng. Đầu năm 1970, sau khi dự lớp huấn luyện ngắn hạn của ta tổ chức từ chiến khu trở về, Võ Tám bị cảnh sát Ngụy ở Bình Định bắt bí mật, đe dọa, mua chuộc, khống chế và y đã nhận làm việc cho chúng. Cảnh sát quốc gia Bình Định thiết lập kế hoạch nội gián mang mật danh kế hoạch hải triều, đưa Võ Tám trở lại hàng ngũ cách mạng, thâm nhập vào thị ủy Quy Nhơn để thu thập tin tức và giúp chúng đánh giá cơ sở cách mạng. Kế hoạch hải triều được thực hiện vào ngày 1 tháng 4 năm 1970. Võ Tám được cảnh sát quốc gia Bình Định cho mang bí số X6, lợi dụng chủ trương của cách mạng phát triển cơ sở nội tuyến. Cảnh sát quốc gia Bình Định đã hướng cho Võ Tám xây dựng cơ sở và số người do chúng giới thiệu, tạo thành nhóm nội gián hoạt động cho địch. Chúng đã xây dựng các tên Nguyễn Đức Bé, bí số X11, Trần Mùi, bí số X7, Phạm Minh Nhậm, bí số X9 và hai người con của Võ Tám là Võ Thị Quán, bí số X8 và Võ Ngọc Tránh, bí số X10. Được cơ quan tình báo Ngụy chỉ đạo chặt chẽ và sự giúp đỡ của CIA, Võ Tám đã gây được tín nhiệm với cách mạng, được kết nạp vào đảng. Trong quá trình hoạt động nội gián cho địch cho đến khi bị lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam phát hiện, bắt giữ, Võ Tám đã báo cho địch 200 tin tức quan trọng, chỉ điểm cho địch bắt nhiều cán bộ cách mạng hoạt động tại nội thị Quy Nhơn. Trong đó, có một tỉnh ủy viên Bình Định phá vỡ 4 tổ chức cách mạng. Hoạt động bán nước hại dân của Võ Tám được cố vấn CIA David Morales đánh giá. Đây là kế hoạch mạnh nhất vùng hai chiến thuật. Tháng 4 năm 1977, cơ quan an ninh miền Nam đã phát hiện Nguyễn Tấn Đức bí số N011 do CIA Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo Ngụy tuyển lựa hoạt động trong kế hoạch Hải Yến, Ban công tác Nam vụ.
đi sâu điều tra nghiên cứu về Đức, lực lượng an ninh đã dựng lại quá trình hoạt động của y. Nguyễn Tấn Đức sinh năm 1925 tại Ba Chi, Bến Tre. Đức tham gia cách mạng năm 1945, được kết nạp đảng năm 1948, tập kết ra Bắc năm 1954, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y khoa năm 1966, Đức được cử vào B2 công tác là Ủy viên Ban Dân Y, phân khu 2, khu Sài Gòn Gia Định, sau đó làm trưởng Ban Quân Y Tân Bình. Năm 1969, Đức được đề bạt làm Viện trưởng Bệnh viện A10, Hiệu trưởng Trường Y sĩ phân khu 2. Tháng 2 năm 1970, trên đường đưa đoàn cán bộ và thương binh về địa điểm mới gần biên giới Việt Nam-Campuchia thì bị địch phục kích và Đức ra lệnh cho anh em không được chống cự. Sau đó, Đức và cả đoàn bị địch bắt, Đức tỏ ra hoang mang dao động, mất tinh thần, khai báo với địch để đảm bảo tính mạng. Sau khi thử thách, địch đưa Đức về Sài Gòn sử dụng làm nội gián mang bí số N011. Chúng đưa Đức về nằm vùng tại huyện Tân Bình để chờ cơ hội chui vào nội bộ ta. Tháng 4 năm 1973, Đức móc nối và trực tiếp gặp lãnh đạo huyện ủy Tân Bình và được giao nhiệm vụ hoạt động công tác y tế ở huyện. Bằng các hoạt động như mở rộng y tế trong nhân dân lao động, đào tạo các lớp y tế hộ sinh do các cơ sở xã gửi đến để phục vụ sau này. Sau khi hoàn thành một số nhiệm vụ do địch giao, Đức được quan thầy của hắn đánh giá, kế hoạch đang tiến triển rất tốt, tình báo viên đã có cơ hội chui vào nội bộ cách mạng. Khi bộ đội ta vào giải phóng Sài Gòn, Đức được huyện ủy Tân Bình sử dụng vào công tác y tế phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh. Sau giải phóng, hắn làm cán bộ phòng y tế huyện Tân Bình. Nhưng trước con mắt cảnh giác của nhân dân và sự nhạy bén của lực lượng an ninh miền Nam, tên nội gián Nguyễn Tấn Đức mang bí số N011, nhân vật chính trong kế hoạch Hải Yến do địch cài lại để hoạt động chống phá cách mạng, đã xa lưới.